Có những cái vị trí mà nó rất ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ khi mà chúng ta nhìn vào, nhưng mà lại rất là dễ bị bỏ quên khi mà chăm sóc, đó chính là vùng da mắt và vùng da cổ. Xin chào cả nhà, rất vui được gặp chị em ở trên kênh YouTube của bác sĩ Ngọc. Và những video trên kênh này sẽ giúp cho chị em có những mẹo chăm sóc da rất là đơn giản thôi, và có thể có làn da đẹp mà tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí. Và nếu như chị em nhìn thấy nút đăng ký màu đỏ ở bên dưới cạnh tên kênh của bác sĩ Ngọc ấy, thì ấn vào đó và ấn thêm hình quả chuông nữa, để hàng ngày khi bác sĩ Ngọc ra video mới thì chị em sẽ có thể xem được đầu tiên nhé. Và với chủ đề ngày hôm nay, đó là xử lý những cái nếp nhăn vùng da mắt và vùng da cổ, chúng ta sẽ có hai phần để cùng làm rõ với nhau. Phần đầu tiên là chúng ta sẽ nói về cái đặc điểm của vùng da mắt và vùng da cổ, có những cái điểm chung gì và có những cái đặc điểm riêng gì so với cả da mặt. Tiếp theo, phần 2 đó là đi vào xử lý những cái nếp nhăn ở vùng da mắt và vùng da cổ như thế nào cho hiệu quả. Đầu tiên ý, thì cái vùng da mắt và vùng da cổ của chúng ta có những đặc điểm chung gì, các bạn có thể là tự cảm thấy được không, có thể tự cảm nhận được không? Thì cái số 1 đó chính là ở vùng da mắt và vùng da cổ này, thì cái da của chúng ta ở đây nó sẽ thường là mỏng hơn so với cả những cái vùng khác ở trên da mặt. Và tiếp theo, bên cạnh cái việc là ở vùng da mắt và vùng da cổ thì nó thường là mỏng hơn so với cả những vùng khác trên da mặt, thì ở hai cái vùng da này này, nó cũng sẽ có ít cái tuyến bã hơn để mà tiết dầu hơn so với cả những vùng khác ở trên da mặt. Thì cái này bác sĩ Ngọc cũng có nói rõ ở trong cái cuốn sách chăm da tại nhà từ A đến Z này, ở trong cái chương nói về chăm sóc mà vùng da đặc biệt mắt môi ấy, thì bác sĩ Ngọc cũng có nói rõ đến cái đặc điểm này. Và có một cái điểm nữa, đó là đối với cả cái vùng da xung quanh mắt này và vùng da cổ của chúng ta ấy, thì cũng là cái vùng da mà nó vận động khá là nhiều. Vì hàng ngày ở như là vùng da mắt chúng ta thường có rất là nhiều những cái động tác mà cần phải vận động cái cơ mắt này, thì cái vùng da mắt nó cũng sẽ vận động theo. Ví dụ như là nhắm mắt này, mở mắt này, rồi thì chúng ta nhìn sang trái, nhìn sang phải này, chúng ta cười, chúng ta nheo cái mắt lại này, hoặc là chúng ta tức giận này, chúng ta cau mày này, hoặc chúng ta làm rất là nhiều động tác biểu hiện trên khuôn mặt ấy, thì nó cũng phải cần vận động cái cơ mắt và cái vùng da xung quanh mắt rất là nhiều. Tiếp theo là vùng da cổ, thì hàng ngày chúng ta cũng ngửa lên này, cúi xuống này, rồi thì chúng ta ưỡn xoay cổ các thứ, thì nó cũng đều phải vận động cái vùng da cổ này rất là nhiều. Thì từ cái việc là cái vùng da mắt và vùng da cổ của chúng ta ấy, nó thứ nhất là nó mỏng manh hơn này, thứ hai là nó không có nhiều cái tuyến bã để mà làm ẩm, làm mềm cái bề mặt này, và nó lại còn phải cần vận động rất là nhiều, thì những cái đặc điểm này nó khiến cho hai cái vùng da này nó vừa là mang tính dễ nhạy cảm hơn mà nó lại vừa dễ bị lão hóa hơn nữa. Mà đôi khi chúng ta thấy rằng nếu như mà da mặt của chúng ta mà chăm sóc rất là kỹ, nhưng mà chỉ cần thấy là ở cái vùng da mắt này hoặc là ở vùng da cổ này nó có những cái nếp nhăn này, nó có những cái chảy xệ xuống này, thì dù là da mặt có căng đẹp cỡ nào ấy, thì chính những cái nếp nhăn ở cổ và mắt nó cũng vẫn đang tố cáo chúng ta rằng là chúng ta đang già đi. Chính vì thế cho nên là hãy chăm sóc cả vùng da mắt và vùng da cổ nữa. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần số 2, đó là khắc phục và ngăn ngừa những cái nếp nhăn ở vùng mắt và vùng cổ như thế nào nhé. Và ở phần số 2 thì cách chăm sóc cái vùng da mắt và vùng da cổ và ngăn ngừa cái nếp nhăn như thế nào. Thì ở phần trước chúng ta đã biết rằng vùng da mắt và vùng da cổ thì nó thường là mỏng hơn và có thể dễ nhạy cảm hơn so với cả những vùng khác ở trên khuôn mặt. Thì việc chăm sóc ở hai cái vùng da này nó cũng sẽ cần phải có những cái điểm khác biệt. Về nguyên tắc cơ bản ấy, để mà có thể là chăm sóc tốt và ngăn ngừa hình thành những nếp nhăn hoặc là xử lý những cái nếp nhăn ấy, thì những nguyên tắc cơ bản nhất vẫn sẽ phải là dưỡng ẩm tốt này, thứ hai là chống nắng tốt này, và thứ ba đó là dùng cái nhóm retinoid để ngăn ngừa và xử lý những cái nếp nhăn. Tuy nhiên là ở những cái vùng da như là vùng da mắt và vùng da cổ ấy, thì nó sẽ cần phải có những sản phẩm nó đặc biệt hơn. Thì nếu như ở da mặt của các bạn ấy, mà các bạn đang sử dụng những cái sản phẩm mà dành cho cái việc điều trị mụn này, những cái chăm sóc mà dành cho cái da mà dầu và mụn này, là những sản phẩm nó kiềm dầu hoặc nó trị mụn ấy, như là dưỡng ẩm kiềm dầu trị mụn này, hoặc những sản phẩm kem chống nắng kiềm dầu nó rất là khô và nó mang tính kiềm dầu ấy, thì những sản phẩm này có thể nó sẽ không dùng được cho vùng da mắt và vùng da cổ của các bạn. Thì lúc này các bạn sẽ phải cần có cái bộ sản phẩm riêng để chăm sóc da mắt và chăm sóc da cổ. Còn nếu như mà những bạn nào mà đã có cái sản phẩm chăm sóc da mặt ấy, nó là những sản phẩm mà dùng được cho da nhạy cảm này, dành cho da nhạy cảm này, nó có thể mang tính phục hồi này, thì các bạn vẫn có thể dùng được cho cái vùng da ở vùng mắt và vùng cổ. Ví dụ như là hiện tại bác sĩ Ngọc đang dùng kem dưỡng ẩm của Bioderma này và kem dưỡng ẩm của Zinaxel, thì hai cái kem này nó đều dùng được cho cái vùng da nó nhạy cảm, cho nên là bác sĩ Ngọc có thể là dùng ở vùng da mặt và dùng thêm được cả ở mắt và ở cổ thoải mái, không có hiện tượng là bị kích ứng hay là rát đỏ gì cả. Còn một số bạn mà các bạn dùng kem dưỡng mà có tích hợp thêm cái thành phần như là salicylic này, hoặc là AHA này, hoặc là một số những kem dưỡng mà nó có thêm thành phần cồn hoặc silicone hoặc là hương liệu nhiều ấy, thì các bạn sẽ nên thận trọng khi mà dùng vào cái vùng da mắt và vùng da cổ nhé. Còn về phần dùng cái retinoid thì sao? Thì ở vùng da mặt ấy, chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều từ cái nhóm như là tretinoin này, hoặc là retinoid này, adapalene này, tazaroten vân vân. Nhưng mà ở cái vùng da mắt và vùng da cổ thì lời khuyên của bác sĩ Ngọc dành cho các bạn là chúng ta nên dùng những cái loại retinoid mà nó sẽ ít kích ứng hơn và nó dễ dung nạp hơn. Thường ấy, thì các bạn có thể dùng như là cái retinaldehyde này, hoặc là cái retinoid này, hoặc là cái retinibimetate, thì đấy là ba cái sản phẩm mà bác sĩ Ngọc nghĩ các bạn có thể dùng mà nó sẽ ít kích ứng, hoặc là các bạn cũng có thể dùng thêm như là cái adapalene. Thì bác sĩ Ngọc liệt kê lại nhé, ở trong cái nhóm retinoid, ví dụ như là một là retinoid, hai là retinaldehyde,
3 là retinin palmitate và 4 là cái adapalin. Thì những sản phẩm này các bạn có thể dùng ở cái vùng da mặt, nó cũng rất nhẹ nhàng, mà dùng vào vùng da xung quanh mắt và vùng da dưới cổ ấy, thì nó cũng sẽ không bị kích ứng quá nhiều. Thì nói chung là về cơ bản nhất để mà chăm sóc ấy, cho cái vùng da mắt và vùng da cổ thì chống nắng tốt này, dưỡng ẩm tốt này, và dùng cái retinoid phù hợp với cả hai cái vùng da rất là nhạy cảm này. Và chúng ta sẽ, đấy là những cái cơ bản nhất thôi. Còn nếu các bạn có điều kiện thêm thì các bạn còn có thể dùng thêm như là vitamin C này, niacinamide này, để giúp cho cái vùng da nó sáng hơn và nó có thể chống lão hóa tốt hơn. Nó sẽ có thể mất thêm thời gian một chút, mình sẽ phải ngồi mình tỉ mẩn mình chăm sóc thêm một chút, và nó sẽ tốn kém hơn một chút, bởi vì là cùng là một cái sản phẩm đấy mà dùng được cho cả mắt này, mặt và cổ thì nó cũng đã là tốn nhiều cái diện tích bôi hơn và nó nhanh hết hơn, đúng không ạ? Hoặc là nếu như phải chuẩn bị thêm một cái bộ sản phẩm khác riêng cho những cái vùng da nhạy cảm này, nếu như mà da mặt của chúng ta dùng những sản phẩm nó không phù hợp với cả da cổ thì nó cũng là một cái khoản tốn kém hơn. Tuy nhiên là các bạn hãy yên tâm rằng khi mà chúng ta bắt đầu chăm sóc tốt từ sớm ấy, thì sau này khi mà có tuổi thì những cái nếp nhăn nó sẽ đến muộn hơn, và chúng ta sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều những cái chi phí để sau này phải làm những cái liệu pháp như là laser, như là HIFU để mà xử lý những cái nếp nhăn này này, thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều. Và hiện tại thì bác sĩ Ngọc đang test một cái sản phẩm retinoid của ASAP cũng được 2 tuần rồi. Thì đợi bác sĩ Ngọc sẽ test kỹ hơn, và đến ra Tết thì bác sĩ Ngọc sẽ review kỹ cho các bạn cái sản phẩm này nhé. Cái này thì sơ bộ bác sĩ Ngọc thấy là có thể dùng cho da nhạy cảm, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ đón video sau Tết để có thể xem review về sản phẩm này nhé. Hy vọng là video ngày hôm nay thì có thể hữu ích cho các bạn, và nếu các bạn thấy nó hay thì hãy tặng cho bác sĩ Ngọc một like video để có thêm động lực làm kênh này, chia sẻ nó rộng rãi tất cả mọi người, và hãy ấn đăng ký kênh YouTube, ấn thêm hình quả chuông nữa để hàng ngày chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.